Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 3, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với những ca mắc bệnh tăng nhanh khiến nguồn máu điều trị tại bệnh viện đang thiếu hụt. Hoãn cưới là điều không ai muốn, nhưng trong thời điểm đại dịch, hành động này được xem là việc làm ý nghĩa vì sự an toàn của cộng đồng. Nhiều trường học triển khai biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin để giảng bài trực tuyến để đảm bảo cho học sinh vẫn giữ được nền nếp học tập trong thời gian nghỉ học kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tiếp nhận và cách ly đầu tiên đối với công dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống và học tập ở Lào về nước, hôm qua tại Trường Quân sự và Trường Cao đẳng Nghề số 23, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tiến hành tiếp nhận và cách ly một số công dân có hộ khẩu ở Huế. Theo đó, tại Trường Quân sự tỉnh có 2 đợt tiếp nhận tổng cộng 184 công dân và Trường Cao đẳng Nghề số 23 tiếp nhận 48 công dân. Tất cả các công dân đều có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế. Qua thực hiện kiểm tra y tế, cả công dân đều có sức khỏe bình thường. Sau khi được tiếp nhận, cả công dân sẽ được cách ly theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày theo quy định. Trong suốt thời gian cách ly, công dân sẽ được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe chặt chẽ hàng ngày và được cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ ăn uống theo chế độ của quân đội với mức 57.000 đồng một người một ngày. Tại cả buổi tiếp nhận công dân, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp tới các phòng thăm hỏi động viên công dân yên tâm thực hiện cách ly. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân, nhất là trẻ em, người già có điều kiện sinh hoạt thoải mái trong thời gian cách ly tại các địa điểm, đồng thời mong muốn bà con chia sẻ với tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và cách ly 298 công dân. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với những ca mắc bệnh tiếp tục tăng và còn dự báo tăng, nguồn máu điều trị tại bệnh viện đang thiếu hụt. Tính đến thời điểm này, lượng máu dự trữ của Trung tâm truyền máu khu vực Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đủ dùng trong khoảng 4 đến 5 ngày. Trung tâm huyết học truyền máu là đơn vị cung cấp máu cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh miền Trung. Tại thời điểm cuối tháng 2 năm 2020, lượng máu dự trữ của trung tâm còn khoảng 1.000 đơn vị máu. Với nguồn dự trữ này, kết hợp với lượng máu dự kiến tiếp nhận theo kế hoạch từ đầu năm của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cả cấp khoảng 3.900 đơn vị máu tháng 3. Về cơ bản, trung tâm đủ nguồn máu cung cấp cho cả bệnh viện trong khu vực. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kế hoạch tiếp nhận máu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2020, trung tâm mới chỉ tiếp nhận 3 đợt hiến máu tình nguyện với số lượng 981 đơn vị máu, còn 4 đơn vị dự kiến hiến 1.150 đơn vị máu thì đã hoãn. Những đơn vị còn lại đã lên kế hoạch, khả năng hoãn cũng rất lớn nên nguồn cung cấp máu cho công tác điều trị thực sự đang rất khó khăn. Nếu tình hình đại dịch COVID-19 còn kéo dài và diễn biến phức tạp thì khả năng tiếp nhận máu của trung tâm còn khó khăn hơn. Bộ Y tế vừa ra văn bản yêu cầu các cơ sở y tế bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona 2019 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, thực hiện tiếp nhận phân luồng sàng lọc cách ly người bệnh theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 của nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng liên quan. Báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến bệnh dịch theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công văn sửa đổi bổ sung ban hành kế hoạch thời gian năm học sau khi nghỉ chống dịch COVID-19. Theo đó, một số mốc thời gian thay đổi như sau: kết thúc học kỳ 1 trước ngày 20 tháng 1, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 trước ngày 11 tháng 7 và kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7. Nhà trường sẽ công nhận chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 7. Tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 10 tháng 9. Sơ kết học kỳ 1 được tổ chức trước ngày 30 tháng 1 năm 2021. Tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị sẽ khen thưởng năm học trước ngày 15 tháng 8. Thưa quý vị, thời gian nghỉ học do dịch bệnh kéo dài nên để đảm bảo cho học sinh vẫn giữ được nền nếp học tập, nhiều trường học đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó phổ biến nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng bài trực tuyến cho học sinh. Mặc dù học sinh nghỉ học, nhưng các giáo viên ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương vẫn sinh hoạt tổ hàng tuần để bàn các phương án dạy học trực tuyến cho học sinh cả khối lớp.
Hiện các giáo viên ở trường đang sử dụng 4 nền tảng để dạy trực tuyến, đó là VNPT e-learning, hệ thống trường học kết nối của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống Serp Classroom và thông qua các mạng xã hội phổ biến. Thông qua đây, các giáo viên sẽ giao bài tập để các em làm bài ở nhà, sau đó chấm điểm và trao đổi ngay trên không gian mạng. Thời gian nghỉ học kéo dài nên đây là một phương án khả thi để giúp các em học sinh ôn tập. Đối với tôi có tạo cái nhóm học online trong cái để cho hướng dẫn và thông tin kịp thời cho mẹ em. Và bản thân tôi là cũng mới mẻ nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá thích thú bởi vì cái tương tác giữa học sinh và giáo viên nó tương đối chặt chẽ và nó cũng làm cho học sinh cảm thấy có những cái giáo viên mới mẻ thì học sinh thích như vậy. Thì tôi cũng cảm thấy là tôi sửa bài đưa lên thì học sinh học rất là ổn. Trong thời gian đến thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn học sinh học tập tại nhà và đặc biệt đối với học sinh lớp 9, các môn văn toán tiếng Anh lớp 9. Thì nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo hướng dẫn cho các em đọc trước những nội dung mà đài truyền hình TRT sẽ phát trong thời gian đến để các em học tập hiệu quả hơn. Và giáo viên bộ môn toán văn tiếng Anh 9 cũng phải theo dõi chương trình để cùng nắm bắt chương trình và giải quyết những thắc mắc của các em nếu có. Hiện nay, các học sinh khối 9 và khối 12 đang tiếp cận phương pháp học qua truyền hình. Còn cả khối lớp còn lại, các thầy cô, các bậc phụ huynh vẫn đang động viên các em phát huy tinh thần tự giác trong học tập. Bằng việc trao đổi trực tuyến thường xuyên, các em đã giữ được thói quen học tập ngay trong khi không được đến trường. Trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch COVID-19 thì là các thầy cô cũng đã ra bài tập và củng cố kiến thức, đặc biệt là các bài tập nâng cao qua các trang web. Mỗi lần cô ra bài là cháu đều mở bài lên và sau đó làm như đó là một buổi học vậy. Thực sự là bản thân tôi là phụ huynh thì tôi thấy là cái việc mà giáo viên ra các cái bài tập để củng cố kiến thức cũ, đồng thời là một số cái bài tập nâng cao để đưa cho các cháu là rèn luyện cái kiến thức và nâng cao cái kiến thức đã học thì thực sự rất là tốt và hiệu quả. Thì theo tôi thì cái phương pháp này nó khác với phương pháp học truyền thống là nó trực tiếp giữa thầy cô và học sinh. Thì đây là một cái cách để các cháu tiếp cận cái công nghệ mới cũng như là các cháu rèn luyện được cái tính chủ động tự giác khi các cháu phải tự tải bài về rồi làm và tải bài lên. Và thực sự là các cái giáo viên tương tác với các cháu rất là tốt. Mỗi bài các cháu nộp lên thì cô đều trả lại và đưa những cái nhận xét chấm điểm và các cháu sẽ tự biết là mình sai ở đâu để các cháu khắc phục. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Việc điều chỉnh kế hoạch năm học là điều bất đắc dĩ mà ngành giáo dục và đào tạo phải làm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, việc tự giác ôn tập, hoàn thành tổ các bài học online của giáo viên giao cho là phương pháp tối ưu nhất hiện nay. Trong cái thời gian vừa qua, thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo cho cả nhà trường phối hợp với về phía phụ huynh học sinh các cái phương tiện thông qua học online thì chuyển bài tập về cho các em học sinh để rồi trong cái thời gian các em nghỉ học ở nhà các em vẫn có cái điều kiện để các em tự học rồi ôn lại bài. Cái này thì không chỉ riêng đối với khối 10, khối 11, khối trung học phổ thông mà các khối khác thì triển khai cũng rất là tốt. Tuy nhiên nó cũng gây khó là hiện nay các em không thể học bài mới được. Bài mới thì phải theo đúng chương trình. Cho nên thì cái cách khởi động thì chúng tôi cũng phải duy trì cái cách học trực tuyến online, trao đổi bài giữa thầy cô giáo của trường. Bên cạnh các bài học thì các giáo viên hiện cũng đang tích cực phổ biến cho các em học sinh những kiến thức về vệ sinh trong mùa dịch bệnh để sau khi đi học trở lại, các em biết cách tự bảo vệ cho bản thân, giữ sức khỏe để học tập tốt. Thưa quý vị, lễ cưới là vấn đề trọng đại của đời người. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, nhiều cặp đôi quyết định hoãn đám cưới vì chỉnh sự an toàn của mình và cộng đồng. Hoãn cưới là điều không ai muốn, nhưng trong thời điểm này, hành động này được xem là việc làm ý nghĩa để góp phần phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn ít ngày nữa, anh Bạch Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, phường Phương Đúc, thành phố Huế sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng gia đình anh Tuấn, chị Hạnh đã quyết định tạm gác lại đám cưới để phòng dịch. Hơn 300 thiệp cưới được gửi đến người thân và bạn bè để bảo hủy, nhưng giờ phải hồi lại. Với quan điểm một người vì mọi người,
nên gia đình anh Tuấn, chị Hạnh vẫn quyết định lưu lại ngay tổ chức cưới để mọi người có được niềm vui trọn vẹn hơn. Đầu tiên thì nghe thông tin đó thì cũng không biết như thế nào, thì cũng bàn bạc về bên ba mẹ bên mình cũng như ba mẹ bên vợ, thì hai bên thống nhất với nhau á là sẽ dời cái ngày đám cưới lại, dời ngay dọn đến nhà hàng lại, vì đến nhà hàng là tổ chức đông người, thứ hai là cái lượng mà mời khách của bên nhà mình cũng khá đông, nên cũng rất là phức tạp, tính ra là cũng ảnh hưởng cũng rất là lớn. Là mình cũng ở mong muốn của mình á, con cái mình cũng lên xe hoa rồi cũng để đàng hoàng, nhưng mà bây giờ cả dịch cả thế giới thì mình phải hiểu rõ trong cộng đồng đừng để mà ấy gây ra nhiều cũng là phiền phức, thì chứ trước muốn gì á thì gì ước muốn của gì là trong bệnh dịch này qua khỏi là gì sẽ tổ chức lại cho con. Là mùa cao điểm cưới trong năm nên việc dịch bệnh xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến hôn lễ của cả cặp đôi mà tại các đơn vị tổ chức sự kiện cùng trong hoàn cảnh tương tự. Hủy hết các hợp đồng, đưa ra lời khuyên và các giải pháp phù hợp là những gì mà các trung tâm tổ chức sự kiện đám cưới trên địa bàn tỉnh tính đến khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Tôi đã chủ động điện thoại tất cả những khách hàng đã đặt tiệc cưới những trong cho tới cuối tháng 4 để tư vấn cho họ vì cộng đồng, vì sức khỏe của mọi người và vì sự an toàn thì quý khách là cố gắng hoãn tiệc cưới, đừng có tổ chức trong những ngày dịch bệnh như vậy nữa, vì sức khỏe của cộng đồng. Do đó chúng ta không vì một cái lợi ích nhỏ mà để đánh đổi được lớn, những cái vấn đề sau này không hay xảy ra, nó làm lan tỏa thêm cái vấn đề dịch bệnh khó khăn cho chính quyền để người ta chữa bệnh cho càng ngày càng sớm để mong mỏi cho chúng ta được hoạt động lại kinh doanh. Có thể thấy ngay lúc này ai cũng mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để người dân không chỉ an tâm sinh sống mà còn tổ chức các sự kiện trọng đại trong đời. Chú thì cũng tin tưởng nhà nước mình bằng nhiều cái biện pháp đó. Còn cái mong muốn thì những chú mà tất cả mọi người thì đều mong cho nhanh chóng dập cái dịch nhanh chừng nào, bởi vì không những là trường hợp của chú mà rất nhiều người trong cái tháng 2 đây là tổ chức nhiều đám cưới chứ chưa kể những cái sự kiện khác nữa. Mà thầy chú cũng cảm thấy là nên tạm hoãn. Mình cũng mong muốn là cơn dịch bệnh này đi qua càng ngày càng nhanh, và cũng mong muốn là để cùng một tay chung tay tiếp sức để cho cái dịch bệnh này nó càng ngày càng giảm lui, để cả Việt Nam cũng như cả thế giới, và cũng là chung và như cả gia đình mình nói riêng và cả họ hàng thân thuộc là điều mạnh khỏe để có thể tại dự đám cưới của mình. Ngày vui có thể lưu lại, nhưng sức khỏe của cộng đồng mới là quan trọng. Đó là điều mà nhiều người dân, doanh nghiệp hiểu và sẵn sàng chia sẻ trong lúc này. Chính vì vậy, đây cũng là những hành động đẹp cần được nhân rộng trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Phí chuyển tiền từ trên 500.000 đến dưới 2 triệu đồng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác sẽ giảm 50%. Mức phí này được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS áp dụng cho cả ngân hàng từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12. Đây là cả cơ sở để cả ngân hàng tiếp tục giảm phí chuyển tiền cho khách hàng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, NAPAS tiến hành điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng với các giao dịch nhỏ và trung bình. Tính cả hai lần giảm, quả nửa số giao dịch của NAPAS đã được giảm từ 50 đến 70%. Tại đợt giảm lần 1, có đến 39 trên 45 ngân hàng đã tham gia miễn giảm phí liên ngân hàng, trong đó 17 ngân hàng miễn phí 100%. Tỷ lệ điều chỉnh giảm của từng ngân hàng với các giao dịch dưới 2 triệu đồng sẽ được công bố dần từ ngày 25 tháng 3 tới. Dù dịch tả lợn châu Phi về cơ bản đã được khống chế, nhưng đến nay giá mặt hàng thịt lợn ngoài thị trường vẫn ở mức cao. Những nỗ lực giảm giá thịt lợn từ chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dường như vẫn chưa tác động nhiều đến mức giá của mặt hàng này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 10 tháng 3, tổng đàn lợn cả nước bằng gần 74% so với tổng đàn trước khi có dịch. Dự báo nguồn cung thịt lợn năm 2020 khoảng 4 triệu tấn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước. Và từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu hơn 25.291 tấn, tăng 205% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thúc đẩy tăng nhập khẩu thịt lợn từ Hoa Kỳ, Brazil, Đức, Nga, Úc. Như vậy, hiện nguồn cung trong nước không thiếu, nhưng giá thịt lợn vẫn cao bất thường.
bình quân giá lợn hơi 80.000 đồng 1 kg nhưng ra đến thị trường gấp 1,7 lần. Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống kê đều nhất trí cần thiết phải đề xuất đưa thịt lợn vào diện bình ổn giá. Thưa quý vị, thịt lợn chiếm tới 70% trong cơ cấu nguyên liệu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Giá thịt lợn hiện nay đang ở mức rất cao và tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng. Vì vậy, việc đưa mặt hàng thịt lợn vào diện bình ổn giá để làm cơ sở thực hiện việc kê khai và kiểm soát yếu tố hình thành giá được xem là giải pháp cần thiết lúc này. Kết quả kiểm tra của vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho thấy do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, chi phí sản xuất có cao hơn, nhưng bình quân giá thành lợn hơi vào khoảng 45.000 đồng 1 kg. Cứ từ 50 trở lên là chúng tôi vui rồi, cũng không cần phải cao lắm. Cao lắm rồi mình vào ồ ạt thành thử ra là không dân ấy, người ta thấy cao ta vào ồ ạt, người ta không kiểm soát được cái dịch bệnh. Giá định hướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra là 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy giá lợn hơi đã không giảm như kỳ vọng và vẫn neo ở mức cao. Vitsan cho biết hiện giá heo hơi mua vào chợ tầng lò mổ vẫn khoảng 89.000 đồng 1 kg như nhiều ngày trước. Tại các siêu thị, thịt lợn hơi nhập vào cũng đều trên 80.000 đồng 1 kg. Quy định hiện hành chưa có chế tài để yêu cầu buộc các doanh nghiệp phải hạ giá bán thịt lợn nên rất khó kiểm soát. Tại sao nguồn cung vẫn đảm bảo tăng mạnh như vậy mà cầu thì cũng tăng không tăng nhiều, mà giá tăng thì chính là cái khâu lưu thông có thể những tập đoàn lớn mà không nhập khẩu với giá như vậy, ta vẫn tiếp tục ta làm giá với cái giá cao như vậy. Cái thứ hai là có thể là trong cái bối cảnh hiện nay là cái khâu thương lái, đúng không, người ta vẫn làm giá. Do vậy, để có cơ chế chủ động điều chỉnh được giá thịt lợn thì cần thiết phải đưa mặt hàng này vào danh sách cả mặt hàng bình ổn giá theo quy định tại luật giá 2012. Kỷ cương xã hội về giá, theo luật giá là chúng ta phải làm, nhất là những lúc khó khăn. Thịt lợn hiện nay giá rất là cao. Hiện nay giá thành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp công bố đấy là có 40.000. Mà hiện nay giá giao bình quân toàn là gần 80.000. Khi thịt lợn được đưa vào danh mục bình ổn giá, các doanh nghiệp chăn nuôi cung ứng mặt hàng này sẽ phải theo các chế tài về biện pháp bình ổn giá như đăng ký giá, các chế tài kiểm tra về yếu tố hình thành giá, cũng như các biện pháp điều tiết giá khác của nhà nước khi xảy ra tình trạng biến động giá bất thường, ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Việc đưa thịt lợn vào danh mục cả mặt hàng bình ổn giá trong thời gian tới là rất cần thiết. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để công bố hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế đối với 2 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc được cách ly tại trường quân sự tỉnh. Sau khi có kết quả âm tính với virus COVID-19, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Ngọc Huy, 39 tuổi, lái xe ô tô biển kiểm soát 14B-03451, Bùi Văn Cảnh, 36 tuổi, sinh năm 1984, chủ xe ô tô 14B-03451, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, bị xử phạt do hành vi phương tiện vận chuyển khách du lịch nhưng không có hợp đồng theo quy định. Đối với 4 người Trung Quốc, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính về các hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu, không xuất trình hộ chiếu, giấy tờ có liên quan, có giá trị thay thế hộ chiếu khi nhà chức trách Việt Nam yêu cầu, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc xuất cảnh theo quy định. Trước đó, ngày 4 tháng 3, 4 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng công an phát hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm COVID-19. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với xe ô tô đầu kéo, rơ móc vượt quá 476% tải trọng, cố tình không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra xe ô tô đầu kéo 73C07042, kéo rơ móc 73R00423, phía trên chở xe múc do anh Trần Đăng Huấn, 35 tuổi, trú tại Lê Thủy, Quảng Bình, đang dừng xe trên tuyến quốc lộ 1A huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe vắng mặt. Đợi đến lúc tổ công tác rời khỏi hiện trường, anh Huấn mới xuất hiện, điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng Bắc Nam. Sau khi lực lượng cảnh sát giao thông phân tích lỗi, anh Trần Đăng Huấn đã đưa xe đi cân kiểm tra tải trọng. Kết quả phương tiện vượt quá 476% tải trọng.
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành hạ tải, lập biên bản xử lý đối với các lỗi vi phạm, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, điều khiển phương tiện vận tải quá tải trọng cho phép. Với những lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị xử phạt 52 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.